Theo từng đạo pháp tắc bản nguyên dung nhập vào trong thân thể, nồng đậm đạo vận khí tức vờn quanh, Lý Hạo ngồi ngay ngắn ở đình viện bên trong. Quanh thân lại giống như là một mảnh hỗn độn tinh không, đại đạo lẫn nhau đụng vào ra sán lạn thần hào quang mang, lôi âm ẩn minh. Toàn thân hắn đạo cốt thượng che kín pháp tắc đường vân, thần huyết bên trong chảy xuôi lấy trật tự lực lượng giống như cùng thiên địa liền thành một khối. Một năm này, Lý Hạo mỗi ngày cô đọng pháp tắc bản nguyên, ngự đạo cửu đoạn mang tới phi phàm cảm ngộ, để hắn đối với thiên địa vạn vật, phong hỏa lôi điện các loại đều có thẳng dòm bản nguyên năng lực. Theo pháp tắc cô đọng, vạn đạo đúc nóng đạo thân, Lý Hạo cảm giác nhục thân tựa hồ ẩn ẩn đạt tới càng thêm trình độ đáng sợ. Huyết nhục của hắn đã thuế biến đến cực hạn, nhưng huyết nhục có thể dung nạp pháp tắc cùng tự thân thánh đạo, chỉnh thể lại vẫn đang không ngừng tăng cường. Nhục thân trung cảnh, tương đương với một khối cực đoan nện vững chắc thổ nhưỡng, có thể để cho Lý Hạo gánh chịu những lực lượng này. Công danh. Lý Hạo lấy ra công danh, đen nhánh thân kiếm kiếp quang ẩn hiện, mũi kiếm chỗ không gian hiển hiện gợn sóng. Hắn cầm kiếm tiện tay hoạch trên mu bàn tay, lập tức cảm giác được mu bàn tay máu thịt bên trong, pháp tắc lực lượng nhanh chóng bắn ngược, hóa thành đáng sợ trật tự lực lượng, muốn phản công công danh. Nhưng công danh kiếm phong bên trên kiếp lực tràn ngập phá hư tính, đem pháp tắc lực lượng tầng tầng xé rách, cuối cùng vạch ra một vết máu chờ chặt tới xương cốt bên trên, kích thích đến đạo cốt bên trên pháp tắc đạo văn, đem kiếp lực đánh sơ xác, mà công danh cũng bị bắn ngược ra tới. Lý Hạo ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hãi, công danh trải qua nhị kiếp, chảm tam tai thánh nhân như gọt bùn cắt tuyết, hiện tại càng không có cách nào bổ ra hắn xương. Mà lại, hắn còn không có tiến vào phòng ngự trạng thái. Chờ thần huyết đạo cốt viên mãn, chỉ sợ ngũ kiếp lục kiếp đạo kiếp đế binh đều có thể chống đỡ được. Lý Hạo nỉ non tự nói, ánh mắt lộ ra quang mang, càng thêm chờ mong văn đạo cực cảnh lực lượng. Siêu, một thân ảnh đột nhiên đi vào trong tiểu viện, Lý Hạo tùy ý nhìn lại, cười nói, Phong lão, cái này không tử tế, câu cá cũng không mang theo ta. Phong Ba Bình mang theo câu cái sọt, theo tay run một cái, bên trong bay lên ra ba đầu yêu ma, thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, đảo mắt có mấy ngàn trượng, bàn núp ở tiểu viện trên không. Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng. Chờ phát giác được Lý Hạo khí tức, ba con yêu ma như rơi xuống vực sâu, càng thêm sợ hãi, run lẩy bẩy cầu khẩn nói. Không có đi thiên hà, chỉ là tiểu thiên giới bên trong tùy tiện đi dạo, ngươi nhìn cái nào chỉ thích hợp nhắm rượu. Phong Ba Bình cười hỏi. Ba con yêu ma đều là văn đạo cảnh đại yêu, chúa tể một phương tồn tại, ở nhân gian tức thì bị thần triều cúng bái cường giả đỉnh cao. Nghe nói như thế, ba con yêu ma dọa đến lợi hại hơn, ngày thường bọn chúng bắt được nhân tộc rút gân lột ra hưởng dụng, bây giờ rơi vào nhân tộc thánh nhân trong tay, địa vị đảo ngược. Ở giữa cái này đi, còn lại hai chỉ có thể lại dưỡng. Lý Hạo nhìn hai mắt, tùy ý nói, biết Phong lão là đến khoe khoang cá lấy được, xin ăn nha, cũng có, dù sao tay nghề của hắn tại chư thiên đều là nhất lưu. Được rồi. Phong Ba Bình cười đến mặt mũi tràn đầy lên nếp nhăn, đem ở giữa con kia kêu rên đến càng thêm thê lương yêu ma lưu lại, còn lại hai con lại câu tiến sọt cá. Hắn tiện tay phong cấm con kia kêu rên yêu ma miệng, đối Lý Hạo nói, vừa trở về trên đường, nhìn thấy tiểu thiên giới bên ngoài kia nguyên tổ thánh địa thánh nhân tới, đoán chừng lại là tới tìm ngươi. Lý Hạo có chút nhíu mày, lần trước mời hắn đã minh xác cự tuyệt, đối phương cũng đã biết lập trường của hắn, bây giờ lại thiếu nhân thủ. Tới thì tới đi, chúng ta ăn trước. Lý Hạo cũng lười suy nghĩ nhiều, tiện tay một tia kiếm khí đem kia kêu rên phẫn nộ yêu ma thần hồn xuyên thủng, sau đó liền bắt đầu xử lý cái này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đun nấu xào trưng nổ các loại, khác biệt bộ vị không cùng ăn pháp. Tại Lý Hạo chế tác lúc, mùi thơm phiêu tán, Phong Ba Bình thì cao hứng bừng bừng trở về cầm rượu ngon. Rượu đến thịt quen, Lý Hạo cùng Phong lão ăn vào một nửa, bỗng nhiên có tiếng gió đi vào đạo thiên thánh địa bên ngoài, gõ vấn thánh đại trận. Phong Ba Bình muốn ăn bị đánh gãy, chực xuống miệng, nhìn thấy người đến, vẫn là đứng dậy đem đối phương thả vào. Hai người các ngươi, trừ kia nguyên tổ thánh địa thánh nhân bên ngoài, còn có Hoang Thiên Thánh cũng tới, nghe được đầy viện phiêu hương, nhìn thấy trong hư không lơ lửng từng món thức ăn, không khỏi nuốt nước miếng. Lý Hạo nhìn thấy người quen, lập tức mời nàng tới đây ăn chung. Kia nguyên tổ thánh địa thánh nhân khẽ nhíu mày, bên ngoài thần tộc cùng nguyên tổ bên này tranh phong tương đối, giao đấu kịch liệt, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dốc sức tướng giết, bên này lại một bộ mỹ tử mỹ thực, không phát giác gì. Hắn bất động thanh sắc tới gần, mỉm cười nói, Hạo Thiên Tôn, một năm không thấy, bây giờ thân thể nhưng có khôi phục chút. Rất nhiều. Lý Hạo mỉm cười, đa tạ đã nhớ. Gần đây kia ma tộc càng phát ra hung hăng ngang ngược tàn nhẫn, nguyên tổ đem cử hành đồ ma hội, mời các phương thánh nhân tiến đến thưởng thức, nhìn Hạo Thiên Tôn chớ có vắng mặt. Vị này thánh nhân nói thẳng lên chính sự. Đồ ma hội. Lý Hạo có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, đã nguyên tổ thịnh tình mời, ta đương nhiên sẽ không vắng mặt. vậy liền tại đồ ma hội bên trên chờ đợi các vị. Vị này thánh nhân đem thời gian cùng quy tắc chi tiết nói xong, như có thâm ý mắt nhìn Lý Hạo, liền rời đi Đạo Thiên Thánh Địa. Nguyên tổ là dự định cùng thần vương quyết chiến sao? Chờ người kia rời đi, Hoang Thiên Thánh bưng một bát canh thịt uống xong, liếm liếm khóe miệng canh nước đọng, lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, đối Lý Hạo hỏi: Hạo Thiên nào có biết những này, cái này đồ ma hội, chỉ sợ không đơn giản. Phong Ba Bình cau mày nói. Lý Hạo hướng Hoang Thiên Thánh nhìn lại, lại thấy đối phương lộ ra như hồ ly tiếu dung, tựa hồ khám phá hắn tâm tư. Thần tộc sự tình, luôn cảm giác ngươi biết so với chúng ta nhiều đây. Hoang Thiên Thánh cười híp mắt nói, nâng lên thần tộc, cũng cảm giác ngươi ẩn giấu cái gì, đừng quên ta là Láo Thánh, ở trước mặt ta phải trang thẳng thắn, ta một chút liền có thể xem thấu. Lý Hạo có chút không nói gì, nói, ngươi thông minh như vậy, sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Hừ. Hoang Thiên Thánh liếc mắt Phong Ba Bình, lại là lạnh hừ một tiếng, cúi đầu chọn lựa cái khác thức ăn. Phong Ba Bình sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, đối Lý Hạo nói, nguyên tổ phái người ngàn dặm xa xôi mời ngươi, không có đơn giản như vậy, ngươi muốn coi chừng. Lý Hạo gật đầu. Mấy ngày sau, Lý Hạo cùng Phong Ba Bình hóa thân cùng nhau rời đi tiểu thiên giới, tiến về thiên nguyên giới. Chờ đến thiên nguyên giới, Lý Hạo lại phát hiện nơi này yên lặng, trên nguyên tổ thánh địa cũng chỉ cảm nhận được hai vị thánh nhân khí tức, trong đó một tia hắn có chút quen thuộc. Phong Ba Bình đôi mắt chớp động. Lý Hạo có chút ngưng mắt, chẳng lẽ đồ ma hội mời là lừa dối. Lúc này, kia nguyên tổ thánh địa bên trong một tia khí tức thánh nhân phá không mà tới, đi vào Lý Hạo trước mặt, hắn nhẹ nhàng dò xét Lý Hạo một chút, thần sắc nhiều hơn mấy phần phức tạp. Ngươi thật giống như lại mạnh lên, Tiêu Thiên Vũ thấp giọng nói. Lúc trước Lý Hạo đến nguyên tổ động phủ, hắn đã thành thánh, cùng Lý Hạo gặp qua một lần, bây giờ gặp lại, lại cảm giác Lý Hạo uy thế càng thâm thúy, quanh thân hình như có đại đạo thời khắc nương theo. Nguyên tổ đâu? Lý Hạo hỏi. Nguyên tổ tại Hư Thiên Uyên trấn thủ ma tộc, đồ ma hội cũng ở bên kia cử hành, hai vị xin mời đi theo ta. Tiêu Thiên Vũ giống như nhìn ra hai người lo lắng, mỉm cười nói. Lý Hạo cùng Phong Ba Bình liếc nhau, vẫn là đi theo đối phương, bước vào đến nguyên tổ thánh địa bên trong. Chờ đến Thánh Sơn đỉnh, Lý Hạo liền nhìn thấy một đầu to lớn hư không khe hở, thông hướng không biết. Bên kia chính là Hư Thiên Uyên, hai vị mời đi, sư tôn đã xin đợi đã lâu, Tiêu Thiên Vũ nói. Phong Ba Bình giật mình nói, nơi đây cùng Hư Thiên Uyên cách xa nhau ức vạn dặm, nguyên tổ hắn thế mà. Tiêu Thiên Vũ khóe miệng khó được lộ ra vẻ tươi cười, sư tôn yêu thích rất rộng, đối hư không đạo cũng hơi có nghiên cứu. Lý Hạo ánh mắt ngưng trọng, duy trì một đầu khoảng cách xa xôi như thế hư không khe hở, cái này nguyên tổ tại hư không phương diện tạo nghệ, chỉ sợ so với hư tổ cũng không kém bao nhiêu. Hắn đem thần lực ngưng tụ tại hai mắt bên trong, nhìn thấy kia hư không khe hở chỗ sâu, có mơ hồ cảnh tượng, đúng là Hư Thiên Uyên, lúc này mới yên tâm, lúc này bay vút qua. Phong Ba Bình bỗng nhiên đoạt trước một bước đi đến, đứng tại khe hở biên giới, đầu ngón tay hình như có đạo vận ngưng tụ, rất nhanh, thần sắc hắn giãn ra khẽ cười nói, thật đúng là náo nhiệt. Nói xong, song Lý Hạo lộ ra một cái an tâm thần sắc, liền dẫn đầu đi vào khe hở. Lý Hạo mỉm cười, theo sát phía sau. Tiêu Thiên Vũ tại bọn hắn trở ra cũng đi theo tiến vào trong cái khe, hắn thủ tại chỗ này, chính là vì chờ đợi Lý Hạo. Rất nhanh trên Thánh Sơn liền chỉ còn lại một vị thánh nhân. Hư Thiên Uyên, vị vào hư không biên giới. Chung quanh có thể thấy được đầy trời tinh hà, sáng chói mắt, thần huy giao ánh. Tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài, là một chỗ đen nhánh hư không khe rãnh, như đứt gãy hư không thác nước, tựa hồ đem bầu trời đầy sao đều muốn xông quét xuống. Mà tại Lý Hạo xuyên qua tới thiên địa khe hở cuối cùng, là một chỗ kết giới bao phủ thịnh hội sân bãi, như lơ lửng trong hư không giao trì, bốn phía quỳnh tương ngọc dịch dâng trào, tản ra dị hương. Rất nhiều thánh nhân thân ảnh ngồi ngay ngắn hư không, bên người đại đạo nồng đậm, tùy ý nói chuyện phiếm. Theo Lý Hạo cùng Phong Ba Bình đến, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, trong đó một nhiều hơn phân nửa thánh nhân đều gặp Lý Hạo, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần kinh hãi. Kia Hạo Thiên Tôn cũng tới, tôn này hung thần cũng không dễ chọc. Vậy thì thế nào, nguyên tổ mặt mũi ai dám không cho? Không sai, ngay cả thực thánh đều tới, chớ nói chi là hắn. Cái này ma tộc xem ra muốn đi đến đường cùng, nguyên tổ dù sao cũng là nguyên tổ, ma tộc những năm này ẩn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, là nên tru diệt. Cái này lần kia ma vương đến hiện thân à? Khó nói, kia ma vương tọa kỵ cũng rất hung, chỉ riêng con vật cưỡi kia cũng không phải là tam tai có thể giải quyết. Rất nhiều thánh nhân đang thấp giọng giao lưu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cái này đồ ma hội cao nhất thượng mấy thân ảnh. Chỉ thấy nguyên tổ ngồi ở trung ương, tại phía dưới là một vị khác nguyên tổ thánh địa thánh nhân, mày trắng tóc trắng, nhìn qua cực kỳ nho nhã. Còn bên cạnh lại là ba vị đại đạo vờn quanh, khí tức như hỏa lò cường thịnh thánh nhân, sau lưng lớn đạo thần hà chiếu rọi lớn phiến hư không, cực kỳ sáng lạn. Bọn hắn cùng Nguyên Tổ tùy ý đàm tiếu, nghe phía bên ngoài nghị luận, hơi liếc mắt nhìn lại, nhìn Lý Hạo một chút. Lúc này, Lý Hạo đi theo Phong Ba Bình hóa thân cùng nhau bay tới. Nguyên Tổ. Lý Hạo khẽ gật đầu, tính chào hỏi, lập tức mắt nhìn kia mày trắng tóc trắng thánh nhân, đối phương thánh đạo nội liễm, khí tức có chút ảm đạm, nhưng Lý Hạo cảm giác đối phương tựa hồ có chút không đơn giản. Ngoài ra bên cạnh ba vị đại đạo hiển lộ thánh nhân, cũng so bình thường tam tai thánh nhân càng mạnh. Tới, ngồi đi. Nguyên Tổ nhìn thấy Lý Hạo, vẻ mặt ôn hòa nói. Lý Hạo lúc này cùng Phong Ba Bình ở bên cạnh ngồi xuống. Hồi lâu không có xuất thế, nghe nói gần nhất có vị thánh nhân cực kỳ lóa mắt, vừa thành thánh liền có thể chém giết tam tai thánh nhân, chính là các hạ à. Bên cạnh, một vị mang theo hắc sắc tâng bốc thánh nhân lạnh nhạt mỉm cười nói. Lý Hạo nghe trong lời nói có gai hướng hắn mắt nhìn, nếu như chư thiên không có vị thứ hai, vậy cũng chỉ có thể là tại hạ. Lời này nói ra, cái này hắc sắc mũ cao thánh nhân lông mày nhíu lại, bên ngoài trong bữa tiệc rất nhiều thánh nhân cũng không nhịn được ghé mắt, trong đó có chút bị Lý Hạo tới cửa đòi hỏi qua thiên địa chân bảo, đối Lý Hạo oán niệm sâu đậm, nghe được Lý Hạo giờ phút này cuồng vọng đáp lại, đã là cười lạnh, lại có chút âm thầm buồn bực, chư thiên còn xác thực không có vị thứ hai dạng này yêu nghiệt. A, các hạ cái này chẳng phải là sẽ vượt qua chí thánh tư chất. Hắc sắc tâng bốc thánh nhân cũng không ngờ tới Lý Hạo sẽ cùng hắn đối chọi gay gắt, không khỏi có chút cười lạnh. Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng không có cách nào. Lý Hạo thản nhiên nói. Lời này thế nhưng là cảm xúc dẫn bạo khí. Cẩn thận một chút, vị này là tinh thánh, cùng hư tổ quan hệ không tệ, đoán chừng là bởi vì hư tổ tìm ngươi phiền phức. Phong Ba Bình truyền âm nói. Hư tổ không tranh quyền thế, tị thế nhiều năm, thế mà bị ngươi giết chết, còn xóa đi hư không thánh địa, ngươi tính tình so cái này ma tộc cũng không kém nhiều ít à. Hắc sắc tầng bốc lạnh xuống mặt tới. Đã nhiều năm như vậy, hắn vì sao lại chết, có hay không tìm xem chính mình nguyên nhân, có phải hay không hảo hảo cố gắng. Lý Hạo đạm mạc nói. Chư thiên thánh nhân, ở đây còn có không ít, cái khác thánh nhân ta làm sao không có đi giết, hết lần này tới lần khác giết hắn. Tinh thánh trầm mặc, hắn có chút nổi giận, nhưng nếu hiển lộ ra liền thất thố, bởi vậy chỉ có trầm mặc. Tinh thánh tu hành vô số tuế nguyệt, chỉ thiếu chút nữa đặt chân chí thánh, ngươi thân là vãn bối, nói chuyện có phải hay không quá mức điểm. Lúc này, bên cạnh một vị khác toàn thân hắc bào thánh nhân lạnh lùng nói. Thanh âm hắn tràn ngập từ tính, tựa hồ tính cách cực kỳ kiên cường. Lý Hạo nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, nguyên lai thánh nhân cũng muốn sắp xếp tư luận bối sao. Chư vị. Lúc này, Nguyên Tổ mở miệng, mỉm cười đánh gãy mấy người đối thoại, hắn nâng lên chén rượu, nói, hôm nay là Trảm Ma Thịnh hội, không trò chuyện cái khác, kia ma tộc cũng tới, chư vị nhưng có ai muốn lấy kia ma tộc đầu lâu đến trợ hứng. Đang khi nói chuyện, thịnh hội xa xa mấy trăm vạn dặm bên ngoài, kia hư không đứt gãy khe hở biên giới, một đám trùng trùng điệp điệp thân ảnh cuốn tới. Lý Hạo ngưng mắt phóng tầm mắt tới, liền nhìn thấy một đám kim quang lóng lánh mặc thần giáp bảo giáp đại quân, đứng sừng sững ở hư thiên uyên biên giới. Cùng bên kia hạo đãng đại quân so sánh, bên này nhân số không kịp 1/1 triệu. Nhưng bên này đều là thánh nhân, dị tượng xuất hiện, khí thế cũng không so kia thần tộc đại quân chênh lệch. Lý Hạo nhìn thấy, tại kia thần tộc đại quân phía trước nhất, một vị đứng tại Long Thần đỉnh đầu nam tử, nguy nga thẳng tắp, người mặc cao chót vót thần khải, như liệt diễm đốt cháy, trong tay xử lấy một thanh trọng kiếm. Đỏ tươi áo choàng ở sau lưng phần phật bay múa, như thương khung khí thế đáng sợ uy áp tinh hà. Chắc hẳn đối phương chính là vị kia thần vương. Tại đối phương bên người, Lý Hạo còn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Ứng Tiêu Tiêu. Nàng một thân thiếp thân tinh xảo sáng chói thần giáp, phiêu nhu tóc xanh tại mũ giáp sau bay lên, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng đôi mắt. Tại Lý Hạo thấy được nàng lúc, nàng tựa hồ cũng nhìn thấy Lý Hạo, ánh mắt rõ ràng nao nao. Vị kia chính là ngươi nói Hạo Thiên đi, à, ta nói nhưng có sai, bây giờ đã thành Nguyên Tổ thượng khách. Thần Vương ánh mắt sắc bén, mắt nhìn Nguyên Tổ, sau đó liền một chút dọn sạch thịnh hội bên trong cảnh tượng, đối Lý Hạo hắn hiển nhiên cũng thông qua đường dây khác nhìn qua hình chiếu, một chút nhận ra. Nghe được thủy tổ, Ứng Tiêu Tiêu có chút cắn môi, nhìn chăm chú Lý Hạo, rất nhiều suy nghĩ trong đầu phun trào, cuối cùng, nàng chậm rãi lắc đầu nói, có lẽ hắn tới đây chỉ là đi ngang qua. Thần Vương lâm vào trầm mặc, lời này giống một tiếng vang dội bàn tay đập vào trên mặt hắn, để hắn cảm thấy một tia tự giễu cùng lãnh ý. Hắn lại có dạng này ngu muội huyết mạch, quả nhiên là buồn cười. Chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, đối phương y nguyên như thế ngu xuẩn thiên vị, hắn thân là thủy tổ, tựa hồ không có chút nào uy tín. Đã như vậy, nếu là hắn dám đạp trên chiến trường một bước, ta muốn ngươi tự tay giết hắn. Thần Vương từng chữ không có chút nào cảm xúc nói. Ứng Tiêu Tiêu biến sắc, có chút tái nhợt, nhưng cùng chỗ xa xa Lý Hạo liếc nhau về sau, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định, ta sẽ đem hết toàn lực vì thần tộc mà chiến. Nghe vậy, Thần Vương lười nhác lại cùng với nàng nói nhảm, đối Hư Thiên Uyên đối bên cạnh Nguyên Tổ cất cao giọng nói, lại là loại này tiết mục, đã nhiều năm như vậy, làm sao một điểm trò mới đều không, vẫn là phải mượn chư thiên tay sao? Thanh âm này trong hư không chấn động, siêu việt thanh âm truyền lại tốc độ, là một loại pháp tắc lực lượng. Chấn động tại thần tộc mấy ngàn vạn đại quân tinh nhuệ bên trong, cũng chấn động tại Đồ Ma hội đông đảo thánh nhân trong đầu. Thịnh hội thượng chúng thánh sắc mặt đều biến, Thần Vương thanh âm pháp tắc xuyên thủng bọn hắn hộ thân đại đạo, chấn động tại sọ đỉnh, là một sự uy hiếp. Cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, đối phương pháp tắc lực lượng liền có như thế ảnh hưởng, nếu là giao chiến, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể tạo thành công kích đáng sợ. Ma Tổ, năm đó ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, tạm tha ngươi một mạng, ngươi không cảm giác ân, hôm nay còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Cái này lần liền mang theo ngươi nhất tộc tội máu, tại cái này Hư Thiên Uyên giấc ngủ ngàn thu đi. Nguyên Tổ đạm mạc nói. Thanh âm của hắn nhu hòa như gió xuân, đem Thần Vương uy nghiêm bá đạo uy hiếp lực lượng đánh sơ xác, sau đó hướng thần tộc đại quân gào thét mà đi, từ gió xuân hóa thành mưa lớn mưa to, giống như một trận ẩn chứa kinh lôi bão tố. Kia Thần Vương dưới mũ giáp bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo hàn quang, đem Nguyên Tổ lực lượng xé rách, xem như lẫn nhau một lần dò xét. Nguyên Tổ không cần tức giận, cái này Ma Tổ ta mặc dù không địch lại, nhưng này ma tộc nếu có dám vượt giới giả, ta tất dẫn đầu chu diệt. Lúc trước kia áo bào đen thánh nhân nói. Lý Hạo cũng biết danh hào của hắn, một vị cực lão thánh nhân, tên là Minh Thánh. Đối phương nửa chân đạp đến nhập chí thánh, rất sớm đã từng thu được chí thánh phía dưới vô địch xưng hô. Cùng lúc trước tinh thánh, lẫn nhau đều từng huy hoàng qua mấy trăm năm, chí thánh không ra vô địch thủ, về sau đều lần lượt quy ẩn lĩnh hội chí thánh con đường. Chỉ là một bước này cách xa nhau vô số tuế nguyệt, nhưng thủy chung không thể rảo bước tiến lên, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực các phương diện so với đã từng, vẫn còn muốn càng đáng sợ rất nhiều. Không tệ, ta nghĩ chiếu cố đầu kia nghiệt long. Bên cạnh, tinh thánh cũng nhiều hứng thú nói. Nếu là muốn đối phó đầu kia nghiệt long, ta ngược lại có thể giúp một tay. Lúc này, bên cạnh kia một mực không có mở miệng dáng người mập lùn nam tử, cũng vừa cười vừa nói. Hắn khí sắc hồng nhuận, nói chuyện đồng thời trong tay vẫn đang không ngừng đưa tới thức ăn, trên bàn trúc hắn không bàn nhiều nhất. Lý Hạo nhìn qua kia thần tộc đại quân, không nói gì. Nguyên Tổ quét mắt Lý Hạo, lạnh nhạt cười nói, kia Ma Tổ nếu là ra tay với các ngươi, ta tự sẽ để hắn trả giá đắt. Cái khác thánh nhân cũng biết hiểu, kia Ma Tổ như đối những người khác xuất thủ hiển lộ sơ hở, tất nhiên sẽ bị Nguyên Tổ lôi đình một kích. Kia Hạo Thiên Tôn làm sao không nói chuyện? Minh Thánh cùng Tinh Thánh đều từng vô địch tại chí thánh phía dưới, hắn lập tức đắc tội hai vị, thật là tuổi trẻ. Nếu bàn về tư chất, hắn xác thực có này đến khí, nhưng dưới mắt thực tế chiến lực, chung quy nội tình mỏng chút. Rất nhiều thánh nhân đôi mắt chớp động, quen biết người lẫn nhau truyền âm nói. Lúc này, Hư Thiên Uyên chỗ, Thần Vương nguy nga bất động, mà trong thần tộc lại bay lên ra lần lượt từng thân ảnh. Trong đó ngoại trừ thần tộc tự thân thánh nhân bên ngoài, còn có cái khác thánh địa quy thuận thánh nhân. Trong đó, cũng bao quát lúc trước tộc trưởng, Ứng Thanh Sương. Chỉ là bây giờ thủy tổ trở về, thần tộc quật khởi, cái này vị trí tộc trưởng cùng quyền hành, tự nhiên cũng rơi vào Thần Vương thân bên trên. Nàng thi trở lại đã từng thân phận, hóa thành thần tộc lợi kiếm, vì gia tộc dọn sạch chướng ngại. Ngưng trận, cực đạo hoàng thương trận. Ứng Thanh Sương sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng quát nói. Trong chốc lát, thần tộc đại quân hành động, từ hải dương màu vàng óng hóa thành từng đóa hư không kim liên, nở rộ ra kết thành đại trận. Trong trận như có gió lớn nổi lên, cực đạo lực lượng từ trên người mọi người hội tụ tràn vào đến trong trận, từ nơi đó đi ra từng đạo thần tộc bán thánh thân ảnh. Tại trận lực gia trì dưới, bọn hắn khí tức bạo tăng, toàn thân xích kim, như trong hư không từ từ bay lên kim ô. Cổ lão cực đạo hoàng thương trận, quả nhiên danh bất hư truyền, bán thánh đều có thể có so sánh thánh nhân lực lượng. Minh Thánh lạnh lùng nhìn về đây hết thảy nói. Hắn nói xong, liền bước ra một bước, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại thịnh hội bên ngoài trong hư không. Tại trên người uy thế, trong chốc lát quét sạch thiên địa, hắc ám giống như thủy triều từ thân dâng lên động ra, tựa hồ muốn thiên mạc che đậy. Vẻn vẹn một người thân thể, lại tựa hồ như có thể ngăn cản ngàn vạn hùng quân. Nhìn thấy Minh Thánh uy thế, đông đảo thánh nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra kiên kỵ cùng sợ hãi thán phục. Uy thế như thế, chỉ sợ đã không thua gì chí thánh. Hắn hẳn không có trở thành chí thánh đi, nếu không cần thiết che giấu. Ta nói, có hay không một loại khả năng, Minh Thánh hiện tại mặc dù không phải chí thánh, nhưng đã có thể cùng chí thánh giao thủ một hai chiêu rồi. Nghe nói như thế, rất nhiều trong lòng người rung động, không phải chí thánh, lại có thể cùng chí thánh giao thủ một hai chiêu. Vậy đơn giản so chí thánh còn hy hữu. kia Hạo Thiên Tôn vừa mới không nên quá không coi ai ra gì. Có người nhìn về phía Lý Hạo, nhưng trong lòng thì cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, thần tộc đại quân trước, Ứng Thanh Xương vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết Minh Thánh uy danh. Tự nhiên cũng biết hiểu Minh Thánh đã từng những cái kia nhiều vô số kể đủ loại kinh người sự tích, đây tuyệt đối là muốn làm chí thánh đến đối đãi đáng sợ nhân vật. Vì ta trợ trận, đạo cực thần nghịch. Ứng Thanh Xương lãnh túc nói. 6 vị thần tộc thánh nhân đột nhiên bước ra bộ pháp, tụ tập đến bên người nàng, sau đó toàn thân tuôn ra thần quang, đem Ứng Thanh Xương vây quanh. Không cần một lát, Ứng Thanh Xương thân ảnh lần nữa hiển lộ ra, khôi giáp lại giống như là bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Nàng khí thế toàn thân bạo tăng đến một cái trình độ khủng bố, bỗng nhiên hướng kia Minh Thánh phi tốc đánh tới. Minh Thánh nhíu mày, đen nhánh lực lượng đem nó phương viên vạn dặm đều nhuộm đen, ngay cả ánh sáng mang đều không thể thoát đi, hắn chủ động nghênh tiếp Ứng Thanh Xương kích phát ra cực cảnh lực lượng. Thần lực, thiên địa mạch, quy khư thuấn di. Minh Thánh thủ bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đen nhánh kiếm, thân kiếm vòng quanh đáng sợ hắc sắc gợn sóng, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Lý Hạo thấy có chút ngưng mắt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Vừa mới chợt nhìn còn tưởng rằng là kiếm đạo, kết quả là thánh đạo, chỉ là mượn nhờ kiếm thi triển đi ra mà thôi. Bành! Trong hư không truyền đến bạo liệt tiếng vang, Ứng Thanh Xương kim quang lại bị kia Minh Thánh hắc vực bao phủ, nhưng hình tròn hắc vực giờ phút này theo tiếng bạo liệt bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, tiếng bạo liệt biến mất thời khắc, hắc vực giống như bị xé nứt ra một đoàn ngọn lửa màu vàng bay ra như kiêu ngạo tôn quý hỏa điểu, bay lên không sau bỗng nhiên một đầu bay bổ nhào qua. Ven đường chỗ qua, hư không phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện kim sắc thiêu đốt vết dạn. Minh Thánh liền giật mình, giống như không ngờ tới đối phương vậy mà có thể còn sống sót. Nhìn xem Ứng Thanh Xương trên người uy thế, hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng, đôi mắt hóa thành đen nhánh, ngoại trừ cực cảnh bên ngoài, đỉnh đầu hắn ẩn ẩn xuất hiện một ngôi sao màu đen to lớn. Kia ngôi sao màu đen tại hắn hắc vực ở trong đều có thể nổi bật ra hình dáng, là cực hạn pháp tắc hắc ám. Cái này hắc ám ngôi sao xuất hiện, uy thế kinh khủng kéo lên mà ra. Minh Thánh bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay binh khí chấn minh, từng đợt kiếp lực như sương khói tỏ khắp phiêu khởi. Đây là một kiện đạo kiếp đế binh. Lý Hạo biểu lộ lại giống đang sững sờ chờ lấy lại tinh thần lúc, không khỏi đôi mắt sáng lên. Kia ngôi sao màu đen, hắn nhìn ra được, rõ ràng là một chủng loại giống như chư thiên tinh thần mạch thủ đoạn, đó cũng là một mạch. Bất quá, cùng nói là mạch, không bằng nói là đối phương đem một ít lực lượng sớm chứa đựng phong ấn, lại làm kéo dài một mạch. Mạch suy nghĩ đúng, nhưng lựa chọn sai. Bất quá, loại này sai lầm lựa chọn, ngược lại cho Lý Hạo cung cấp một điểm mạch suy nghĩ. Kia kiếp lực, ngược lại là so công danh còn sâu. Lý Hạo mắt nhìn chuôi kiếm này, ít nhất là tam kiếp đế binh, tương đương lợi hại. Theo đỉnh đầu ngôi sao màu đen bên trong lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, Minh Thánh thân thượng bộc phát ra đáng sợ uy thế, như một tôn trong bóng tối đế quân. Bành! Sát na giao phong, đại đạo tàn phá, toàn bộ hư thiên uyên chung quanh đều đang chấn động. Hào quang màu vàng óng kia bỗng nhiên một phân thành hai, phá tan tới. Tổ mẫu! Ứng Tiêu Tiêu thấy cảnh này, con ngươi co vào, vội vàng phi thân mà lên, đi qua. Cùng lúc đó, thần vương dưới chân Long Thần, đáy mắt lộ ra bạo ngược tàn nhẫn sát ý, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thần vương thân thể bay lên, áo choàng theo gió tung bay, Long Thần từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Hắn không có đứng tại tọa kỵ trên lưng, chính là ngầm đồng ý nó tham chiến. Kia nghiệt long ra để cho ta tới chiếu cố, nhìn xem Long Thánh vị huynh đệ kia như thế nào. Tinh Thánh khóe miệng dương nhẹ, Long Thánh cùng Long Thần là cùng sinh huyết mạch, đều tu thành chí thánh, tại lần trước chu sát thần vương lúc, Long Thần cũng bị trọng thương, căn cứ hắn đạt được tin tức, còn không có khôi phục lại, chính là trước mắt thích hợp nhất đối tượng luyện tay. Bên cạnh, kia mập lùn nam tử cũng cười ha hả đứng lên, đôi mắt có chút phát ra ánh sáng, không biết chí thánh long nhục hương vị như thế nào. Lý Hạo nghe vậy nhìn hắn một cái, đối phương chú ý tới Lý Hạo ánh mắt, đối với hắn cười, một bộ hiền hòa bộ dáng. Tinh Thánh thì liếc mắt Lý Hạo, có chút cười lạnh, hắn biết Lý Hạo rất mạnh, nhưng nội tình nông cạn, không dám ra chiến vẫn còn tính toán rõ ràng tình. Theo Long Thần xông vào chiến trường, Tinh Thánh cùng Thực Thánh cũng nhanh chóng phá không mà tới. Long Thần nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu đi cứu viện Ứng Thanh Xương, tự thân thì hướng Minh Thánh gào thét đánh tới lấy công làm phòng. Lấy nhiều khi ít, thật đúng là ma tộc hành vi. Tinh Thánh lạnh nhạt nói, lại dẫn đầu thẳng hướng Ứng Thanh Xương, nghĩ trước giải quyết vị này thần tộc đại tướng, để giảm quân số. Thực Thánh thì trực tiếp quay đầu nhìn về Long Thần phóng đi, tương trợ Minh Thánh. Tiểu cô nương lấy trước đầu lâu của ngươi ủ ấm thân đi. Tinh Thánh nhìn xem chạy tới Ứng Tiêu Tiêu, thần sắc lạnh nhạt, không có coi ra gì, đưa tay hướng muốn đem diệt sát, lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Nhưng động thủ lúc, sự chú ý của hắn lại tại thần vương thân bên trên, nhìn thấy thân thể nguy nga bất động, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng khí lạnh không tên khóa chặt hắn. Tựa hồ có làn gió lạnh dán tại cái cổ, lúc nào cũng có thể sẽ đem nó cắt đứt. Tinh Thánh liền giật mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng kia thần vương nhìn lại, lại thấy đối phương cũng không phát ra sát khí, cảm giác kia là từ phía sau chuyển đến. Ngươi! Tinh Thánh bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Lý Hạo đã rời đi trong bữa tiệc, bước vào cái này hư không chiến trường hướng bên này chạy đến. Cùng lúc đó, đi hướng Tinh Thánh trước mặt Ứng Tiêu Tiêu, cũng nhìn thấy Lý Hạo thân ảnh, chờ nhìn thấy hắn đạp trên chiến trường. Toàn thân dần dần tách ra uy thế, nàng vội vàng thần sắc, lại nhiều một vòng tái nhợt. Hai hàng thanh lệ từ gò má nàng bên cạnh chảy ra đến, nàng có chút cắn chặt răng, đáy mắt lộ ra sát ý hướng Tinh Thánh càng nhanh phóng đi. Nhưng Tinh Thánh bỗng nhiên né tránh, xoay người hướng Lý Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm. Ngươi hẳn là dự định ở chỗ này cùng ta giao thủ. Tinh Thánh ánh mắt băng lãnh. Như Lý Hạo gật đầu, hắn ngược lại biết lái nghi ngờ cười to, ý vị này nguyên tổ tuyệt sẽ không bỏ qua Lý Hạo, trừ phi chàng chiến dịch này thần tộc thủ thắng. Ngoại trừ nàng, cái khác tùy ngươi. Lý Hạo lười nhác cùng đối phương nhiều lời, Ứng Tiêu Tiêu mạo hiểm như vậy, hắn không thể không cứu. Lời này vừa nói ra, không riêng Tinh Thánh sửng sốt, vừa muốn tiếp tục tiến đến trước cứu tổ mẫu Ứng Tiêu Tiêu, cũng là thân thể chấn động, thông suốt quay đầu hướng Lý Hạo nhìn lại. Chờ nhìn thấy Lý Hạo không ngừng kéo lên khí thế, Tinh Thánh biết Lý Hạo là chăm chú, Ứng Tiêu Tiêu cũng giống như thế. Nàng ngây ngẩn cả người, chợt nín khóc mỉm cười xóa đi nước mắt, nhanh chóng hướng tổ mẫu bên kia tiến đến. Tổ mẫu! Nhìn thấy vỡ tan kim quang bên trong toàn thân máu me đầm đìa tổ mẫu, Ứng Tiêu Tiêu vừa ngừng lại bi thương, lập tức chạy dũng mãnh tiến ra. Thay thế ta, thủ hộ tộc. Ứng Thanh Xương chăm chú nắm lấy Ứng Tiêu Tiêu tay, nói còn chưa dứt lời, thân thể lại bị một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt từ trong thôn phệ mà ra, thân thể cấp tốc chôn vùi. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng như ngọn lửa hướng Ứng Tiêu Tiêu thân thể lan tràn mà đi. Ứng Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn, từ nhỏ phụ mẫu sớm quên, tổ mẫu đưa nàng một tay nuôi lớn, bây giờ lại ở trước mắt biến thành cho bụi. Vụt! Một tiếng kiếm minh duệ vang, kia hủy diệt lực lượng bị kiếm khí chặt đứt, đem hư không tựa hồ cũng ngăn cách ra, phân chia thành hai khối thiên địa. Đừng phát ngốc! Một thanh âm ấm cùng bình tĩnh tại nàng bên tai vang lên, vừa mới thất thần Ứng Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, nghe ra là Lý Hạo thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Lý Hạo còn đứng ở chiến trường một bên khác, cùng Tinh Thánh đối chỉ. Nàng trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức tỉnh táo lại, giờ phút này Lý Hạo vì nàng xuất thủ, kia tại nguyên tổ bên kia như thế nào còn có thể tự xử. Không nói đến về sau, chỉ là trước mắt kia Tinh Thánh, chính là cực kỳ đáng sợ cổ lão thánh nhân, gần với chí thánh. Ngươi chạy mau! Ứng Tiêu Tiêu vội vàng truyền âm nói, đồng thời, nàng quay đầu nhìn về phía thần vương, đối vị kia thủy tổ truyền âm nói, thủy tổ, cứu hắn không có gia nhập nguyên tổ. Thần vương thần sắc lạnh lùng, Lý Hạo xuất thủ, chỉ là để hắn có chút nhíu mày, nhưng lại chưa quá kinh ngạc. Giờ phút này nghe được Ứng Tiêu Tiêu truyền âm, hắn không khỏi cảm thấy một tia phiền chán. Có lẽ là nguyên tổ chỉ thị hắn dạng này tiếp cận ta đây. Bây giờ hắn chỉ có một con đường, chính là cùng ta tự mình mở miệng, giao gia nhập đội. Thần vương lạnh lùng truyền âm trả lời. Ứng Tiêu Tiêu có chút há mồm, có chút ngu ngơ ở, chợt sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng tự nhiên không tin Lý Hạo cố ý nhờ vào đó tiếp cận, nhưng từ thủy tổ thái độ có thể nhìn ra Lý Hạo hiện tại tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.